tóc mới, góc quay mới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một mùi hương cũ. Đó chính là Versace Blue Jean. Đây, nhìn thiết kế khá là hay đúng không? Và hãy xem lý do về sao mình để cái tiêu đề như ở dưới nhá. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau ngắm qua một chút về cái thiết kế hộp của nhà này. Bình thường thì như các bạn biết rằng là kênh của mình ấy, thì mình rất là ít khi xem hộp. Nhưng mà với cái hộp này thì thực sự là mình muốn nói qua một vài điều. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy một cái hộp khá là màu mè. Đây, đó. Rồi từ hoa văn cho đến những cái họa tiết Versace, Bloom, Men. Và chai này là chai 75ml nhá. Và nồng độ là EDT. Đấy. Và cái màu xanh của cái hộp này thì giống hệt cái màu xanh của những chiếc quần bò. Về cái thiết kế cái hộp này thực sự là trông rất là hay ho. Chúng ta có thể làm cái đồ chơi hoặc là kiểu chúng ta để cái mật thư ở trong này để chúng ta đi kiểu có những cái thám hiểm du lịch, hay là sau này bạn nào có một cái bí kíp gì đấy về xịt nước hoa, hay là biết đâu sau này mình có cái bí kíp gì đấy về xịt nước hoa, có một kênh YouTube nó khủng khủng một tí. Thí dụ như kiểu làm 3-5 giờ được 30.000 sắp đấy, có bí mật gì đấy thì mình sẽ để ở đây và mình sẽ truyền lại cho đời con mình. Quá chuẩn luôn. Về phần thiết kế của chai, chúng ta có một cái chai giống hệt một chai nước ngọt như các bạn thể nhìn thấy, rất là màu mè. Tất cả phần xung quanh này đều có cái biểu tượng của Versace nhá. Ở dưới thì là Blue Jean và cái nắp này là cái nắp nhựa trông rất là đều. Thế luôn này. Đúng cái nắp nhựa đều hết mức có thể. Và khi mà nhìn vào cái thiết kế này ấy, thì mình nghĩ ngay tới là đây là những chai nước hoa của thập niên trước. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì với những chai nước ngọt thời hiện đại bây giờ ấy, người ta làm rất là tối giản. Chỉ có những cái gì của thập niên trước, khi mà người ta thích cái sự màu mè, người ta phô hết tất cả ở đây, có bao nhiêu chỗ thừa người ta cho vào hết. Thì đây, ông này là một cái điển hình của những thiết kế của thập niên trước. Vậy thì mùi hương của em đó có phải là mùi hương của thập niên trước hay không? Thì câu trả lời rằng có. Nếu như các bạn đang thắc mắc rằng mùi cổ điển là mùi như thế nào thì mua ngay em nó, rất rẻ. Với cái giá ở trên Blanc khoảng tầm 6-700 nghìn là các bạn có thể sở hữu chai này rồi. 75ml, 75 đúng không nhỉ? Ừ, vừa đọc xong mà, 75ml là các bạn có một cái này và các bạn sẽ nhận được một mùi hương cổ điển. Khi mà mùi hương này mình mới mặc lên người ấy, cái cảm nhận đầu tiên của mình là nó khá giống những cái mùi kiểu nước ngọt. Tại sao mình lại cảm nhận như vậy? Tại vì ở chai nước hoa này với một cái top note ấy, khi mà mình mới xịt ra ấy, thì mình cảm giác cái nét citrus cam chanh rất là rõ, cùng với cái nét kiểu có ga, hơi kiểu sủi sủi một tí. Nó không quá là nhiều. Và nếu như để hình dung mà các bạn dễ so sánh ấy, thì nó sẽ là những cái chai kiểu Coca-Cola, không phải Pepsi nhá. Pepsi thì các bạn đã ngửi thấy mùi quế. Thì đây sẽ là mùi kiểu Coca-Cola mà các bạn để cái cốc Coca đấy qua đêm ở ngoài rồi, và cái ga nó sẽ bị giảm bớt, nó giảm đi khá nhiều. Thì ở cái mùi hương này khi mà top note mình xịt ra giống như vậy. Có nhiều bạn thì bảo là giống cái mùi của xá xị, nhưng mà nói thật là mình cũng vào Sài Gòn mấy lần rồi, mình đã uống kiểu xá xị ở trong đấy. Nhưng cá nhân mình thì mình không nhớ mùi lắm. Nên là những bạn nào mà đã từng xịt qua em này mà thấy giống mùi xá xị thì hãy bình luận ở phía dưới nhá. Và sau khoảng tầm nửa tiếng thì cái nét ga của em này nó sẽ dần dần biến mất. Citrus thì nó vẫn giữ được cái độ tươi. Và các bạn nhận thấy một cái tông mùi của hoa. Hoa ở đây thì mình cảm thấy là nó lên cái mùi kiểu phấn, kiểu bột bột khá là nhiều. Và đặc biệt là nó có một cái nét ngọt. Cái nét ngọt ở đây thì mình có cảm giác là khi mà mình xịt ra ấy, nó có cảm giác kiểu mùi nó cứ kiểu luẩn quẩn, nó không toát được hết, nó không bùng nổ được hết, mà nó cứ kiểu luẩn quẩn quanh da. Và cái nét ngọt đây thì cá nhân mình nhận thấy sau nhiều chai nước hoa mình ngửi, nó là nét ngọt đến từ đậu tonka. Và cái nét ngọt này thì khá là đặc trưng ở những chai có cái nét ngọt của Versace, thí dụ như kiểu Eros chẳng hạn. Đấy, em này thì các bạn đã nhận thấy, nhưng mà ở đây thì nó fresh hơn khi mà nó có citrus cùng với cái nét hơi kiểu sủi sủi mở đầu. Và nếu như bạn nào hỏi rằng là cái nét cổ điển nó đến từ đâu thì đây, đúng cái nét ở khoảng giữa đấy, cái nét hoa tím phấn phấn bột bột lavender iris này cùng với một chút citrus tươi tươi và cái nét ngọt của đậu tonka nữa, thì các bạn sẽ nhận thấy đây là một cái mùi hương khi các bạn xịt ra các bạn bảo là nó có vẻ không hợp với mình lắm, nhưng mà nó cũng được. Nó có vẻ kiểu là mùi hương của những cái thập niên trước, là mùi hương của những cái anh chàng cách đây khoảng tầm 5-10 năm rồi. Thì chính xác, đây là một cái mùi hương cổ điển. Và chính cái nét đó sẽ làm cho bạn
ngửi thấy như vậy nếu khi các bạn xịt cái mùi hương này lên da. Sau cái nét phấn ngọt nhẹ và ấm một khoảng giữa thì cái mùi hương nó sẽ gần như là biến chuyển hoàn toàn và chỉ còn một cái lớp skin scent khá là nhẹ ở trên da. Và lúc này thì mình thấy cái nét hơi kiểu creamy, ngọt nhẹ, xíu xìu xiu. Nếu phải ngửi thật kỹ thì mới có thể ngửi thấy. Và cái nét này cũng chỉ tồn tại khoảng tầm nửa tiếng là mùi hương nó sẽ bay màu hết ở trên da. Blue Jean ở trên da mình thì nó lưu được khoảng tầm 6 tiếng, tầm 5 đến 6 tiếng. Nhưng mà như mình đã miêu tả ở trên thì độ biến chuyển nó khá là phức tạp. Nó không phải là một cái mùi kiểu rẻ tiền mà kiểu xịt cho nó có. Thực sự thì với mình, Blue Jean nó có một cái sự biến chuyển mùi hương khá là rõ rệt mà các bạn sẽ nhận thấy top note, rồi các bạn sẽ nhận thấy cái hurt note và kể cả cái bay note về sau, các bạn nhận thấy cái sự biến chuyển cực kỳ rõ rệt. Và cái thứ hai đó là về cái độ tỏa hương thì mùi hương này nó tỏa trên da khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu. Và nó sẽ tỏa tốt ở sau khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng xịt cho đến khoảng tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng ở trên da. Và sau 4 tiếng thì các bạn phải đưa tay lên thì các bạn mới có thể ngửi thấy Blue Jean. Và phong cách của em này ra sao? Thì ngay khi mà mình xịt cái mùi hương này lên da ấy, mình đã có thể hình dung đến một cái hình ảnh. Đó là một chàng trai kiểu tóc sẽ vàng nhá, xong rồi bổ ngôi giữa, xong rồi mặc một chiếc quần jean sáng màu, ống rộng, thùng thình, xong rồi mặc một chiếc áo phông như này. Nhưng mà áo phông cũng kiểu rộng rộng của những cái gọi là tầm đầu và giữa 8X. Cái thứ hai đó chính là cái hình ảnh đại diện mà mình nhớ tới một ban nhạc, đó chắc là Backstreet Boy. Có lẽ sẽ là cái kiểu như vậy và những cái nhóm nhạc cùng với thời điểm đó. Thì cái mùi hương này nó rất là hợp như vậy. Mùi hương này nhá, nói thật với các bạn, nó là nét cổ điển. Nó cổ điển thật, nhưng nó không phải là một cái mùi hương già. Nó không phải là một cái mùi hương già nhá, mà nó sẽ là một cái mùi hương sành điệu vào cái thời điểm mà nó ra mắt. Nó rất là sành điệu, nó rất là năng động và nó cũng rất là trẻ trung. Chứ nó không phải là có cái nét cổ điển nên là nó sẽ già nhá. Đấy là cái sự khác biệt hoàn toàn. Cổ điển và già là một câu chuyện khác, nhưng mà cổ điển và năng động trẻ trung nó lại là một câu chuyện khác. Và Blue Jean ở đây thì nó là cái mùi hương của thập niên trước, cổ điển rồi, cũ rồi, nhưng vào cái thời điểm nó ra mắt, mà kể cả khi bạn xịt thì bạn vẫn chỉ thấy rằng là mình vẫn rất là trẻ trung, mình vẫn rất là sành điệu. Chỉ đơn giản là cái thời điểm hiện tại của mình nó như kiểu là mình đang bị rơi vào một cái máy thời gian quay lại, đi đến trước tương lai, và những cái gì mình mặc ở thời điểm đó nó không đúng với cái thời điểm hiện tại thôi, kiểu như là nó bắt chen muộn vậy. Và em này thì phù hợp với các bạn nam chắc là khoảng tầm từ 23 cho đến 25 tuổi. Nhưng mà hãy nhớ rằng là thích cái phong cách cổ điển, thích cái lối thời trang cổ điển của những cái thập niên trước, chỉ đơn giản như vậy thôi, sành điệu rồi năng động trẻ trung và cũng rất là ăn chơi như là cái sản phẩm của nhà Versace. Vậy thì nếu như xem đến đây mà bạn vẫn đang lăn tăn rằng tôi chết không biết có nên mua hay không, tại vì mình cũng đang tầm tuổi như ông Kiên nói rồi, mùi hương thì mình tả có vẻ mình không thích lắm, nhưng mà về cái phong cách trẻ trung năng động thì mình thấy rằng hợp lý. Mình cũng kiểu thỉnh thoảng ăn mặc như vậy. Thì nói thật với các bạn, em nó rất là rẻ. Em nó rẻ nên là các bạn, nếu như các bạn vẫn lăn tăn thì các bạn hãy mua chiết. Đơn giản, rất đơn giản. Mình nghĩ là mua chiết chắc chỉ tầm hơn 100.000 thôi là các bạn có thể sở hữu được em nó. Và thử biết đâu các bạn lại tìm cho mình một cái chai nước hoa ngon, bổ, rẻ thực sự, và đặc biệt là nó mang được cái nét cổ điển của những cái mùi hương thập niên trước, và thiết kế chai thì cũng rất là đẹp, đúng không? Còn nếu như mà bạn thấy rằng là mình review đúng phong cách của bạn thì quất luôn đi chứ còn gì nữa. Tôi nói thật, tôi cũng phải có một chai ở nhà đây. Hôm trước các bạn, nhiều bạn bảo là anh review đi em thấy rẻ lắm, cũng có ông bảo là ngon lắm, thì đấy, tôi quất về luôn. Và nói thật là tôi nghĩ rằng là tôi phải có chai nước hoa này trong tủ, tại vì tôi là một người sưu tầm và bỏ qua Blue Jean là một cái sự thiếu sót. Và nếu như các ông thấy video này hay thì đừng quên việc like, share và ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn. Và nhớ thêm một điều là chúng ta có thể chia sẻ cảm nhận ở phía dưới để mọi người có thể cùng trao đổi cùng nhau. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn lại. Bye bye.